Khi bạn hỏi chàng game tướng nào thì khắc chế Terry, cùng tìm hiểu các bạn nhé. Đầu tiên phải pick xạ thủ đối đầu Terry trước. Xạ thủ dễ chơi nhưng mạnh, ưu tiên Vanin Slim Lavi. Khó hơn một xíu đó là Cavani, Vio. Còn nếu bạn muốn dùng tướng khó chơi nhưng hiệu quả cực cao đó là Elsu và Joker. Vậy đâu là trợ thủ đáng tin cậy? Dễ chơi ít kỹ năng, lựa chọn Alice, Mina, Thien, Gidu. Bạn đang đánh hổ báo hơn, ta có Richter, Badum, Batman. Hoặc là khó chơi hơn, chúng ta có Grass của Rossi, kéo là ăn liền. Vậy mấy ông thần dương pick gì đây? Dễ chơi chứ nhá, đó là Ngộ Không, Grass, Volcat. Dạng càn vào độ khó vừa phải đó chính là Vedat, Kera, cực kỳ nguy hiểm. Còn nếu bạn thích bay nhảy, chúng ta đang đốt Aoi, nhưng độ khó hơi cao một chút, cần cân nhắc lựa chọn. Vậy solo đường, lựa chọn đấu sĩ gì? Dễ chơi ta có Omen hay là Mark, bay thẳng Teddy, ship ngay cộng hành. Pha thêm một chút kỹ năng như là Zuka, Zena. Còn khó chơi hơn chúng ta có Mudat, Zan hay là Floor, tùy kỹ năng mà lựa chọn nhé. Theo anh em, đâu là vị tướng khắc chế Teddy xịn nhất?